Xin mời người bạn tiếp theo. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Mình tên là Nguyễn Hoàng Nhật Mai và mình đến từ trường UK Academy. Trước khi chia sẻ câu chuyện thì mình muốn hỏi hai MC và mọi người là mọi người có biết mình học lớp mấy không? Nếu như mà nhìn vào cái cô bé này, bạn Tuyền nghĩ cô bé này học lớp 4 hay lớp 5? Em nghĩ là lớp lớp 3 hả? Lớp 4. Lớp 4. Còn bây giờ thì anh nghĩ là lớp mấy? Chắc lớp 2. Không phải hả? Ủa sao cười không, vậy? Bởi vì có nhiều bạn bây giờ lớp 2 mà bự con đó. Đó. Cũng đúng. Không, nhưng mà nhìn cái gương mặt này, cái cặp mắt kính này có thể là lớp 5. Tuyền đoán lớp 4. Anh nói lớp 5. Chốt chưa? Chốt. Và đáp án của chúng tôi là lớp mấy? Dạ lớp 6. Rồi đi về luôn. Nhưng mà anh gần hơn em nha. Cái sai số của anh đích thân em. Lớp 6 hả? Lớp 6 chắc là có điều gì đó đặc biệt với bản thân của cái bạn gái này, cho nên bạn ấy mới đặt ra cái câu hỏi đố đầu tiên như thế. Vậy thì bây giờ mời bạn chia sẻ về câu chuyện của mình nha. Dạ, vào hồi mình còn lớp 5 thì mình khá là tự ti về cái ngoại hình của mình, bởi vì các bạn trong trường thường hay chọc mình là bé này sao đi nhầm lớp hả. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình rất là buồn, và có những bạn chọc mình thì hơi quá đà, nên là có những lần mình cảm thấy rất là tổn thương. Thì vào năm lớp 6 mình vào trường UK Academy thì mình gặp những người bạn rất là hòa đồng và vui tính, và gặp những trở ngại thì các bạn đó đều là giúp đỡ mình, và cũng có khá là nhiều bạn cũng chọc mình về ngoại hình. Nhưng mà người bạn mà giúp mình nhiều nhất là bạn Tùng Chi. Thì Tùng Chi có khuyên mình và giúp đỡ mình làm sao để không có tự ti về ngoại hình nữa. Ở đây bạn đang nói về cái việc tự ti về ngoại hình. Nhưng mà thật ra nãy giờ nha Tuyền, anh nhìn cái bạn gái này, anh thấy bạn ấy đâu có gì đâu về mặt ngoại hình, đâu có gì khiếm khuyết để mà mình phải tự ti. Mặt rất sáng sủa. Mặt rất là sáng sủa, rất cười là xinh xắn, rất là tươi, đúng không? Cho nên anh Nghĩa đang thắc mắc là không biết cái hồi mà lớp 5, lớp 4 gì đó thì những người bạn khác chọc về ngoại hình là chọc như thế nào? Dạ, mấy bạn đó thì chọc mình về chiều cao. Tức là hơi thấp hơn so với các bạn một chút đúng không? Dạ. Mai ơi, cho chị Tuyền hỏi chút xíu là hồi nãy Mai có nói là hồi đó là bị người ta chê, xong cái mình bị tự ti luôn. Nhưng mà đến khi vào môi trường mới thì gặp bạn bè và đặc biệt Tùng Chi, nhưng mà Tùng Chi lúc đó đã giúp Mai như thế nào mà để bây giờ cô bạn của chúng ta rất là tự tin và bước lên một dũng khí chia sẻ câu chuyện của mình luôn? Có thể kể chi tiết hơn cho mọi người được biết không? Tại vì chị Tuyền tin nha, là khi câu chuyện này được chia sẻ trên sóng thì sẽ cũng có rất là nhiều bạn nhỏ cũng đang tự ti và cũng cần những cái động lực giống như là Mai vậy. Dạ, Tùng Chi đã giúp em làm cho em nổi bật lên những cái điểm mạnh của em, cho các bạn không có để ý tới cái chiều cao của em nữa. Ví dụ như là cái tài năng của em là viết văn thì bạn đã giúp cho em làm nổi bật cái đó lên và dập tắt đi cái sự mà mọi người chê bai. Nghĩa là mình tạm quên những cái mà người ta đang chê bai, khiến cho mình tự tin, mình tập trung vào những cái điểm mạnh của mình và phát huy hết sức đó, đúng không nè? Này không phải là tạm quên đâu, mà có nghĩa là khi chúng ta phát huy được những cái thế mạnh của mình thì người khác quên, chứ không phải là mình quên. Người khác sẽ quên đi những cái điểm yếu của mình để nhìn vào những cái điểm mạnh của mình. Và cái quan trọng là chúng ta biết được mình có cái điểm mạnh nào để mình phát huy điều đó. Và như trong trường hợp của Mai thì Mai có lẽ là không nhìn thấy được cái điểm mạnh của mình đến khi gặp bạn Chi. Bạn Chi mới nhìn ra được cái điều đó. Thì bây giờ mình muốn hỏi bạn Chi nè, Chi ơi. Dạ. Chi đã nhìn thấy ở bạn Mai này điểm mạnh gì, và em đã phải làm sao để Mai không còn tự ti nữa mà phát huy những cái thế mạnh của mình? Dạ, ngày xưa thì con có một vài thời gian để kiểu ngồi tâm sự lại với Mai á, thì Nhật Mai có tâm sự với con một số chuyện mà kiểu nó hơi riêng tư một chút á, thì cảm giác như là cũng giải tỏa được một nửa. Thì tụi con đã có một cái khoảng thời gian bên nhau khá là lâu. Vậy thì với Chi á, bạn Mai, cái ngoại hình của bạn ấy như thế này có phải là một cái vấn đề lớn, một cái vấn đề trở ngại với bạn ấy hay không? Dạ, theo con thì về cái ngoại hình hoặc là chiều cao nó không có
được rồi, là nó không có quan trọng lắm. Vậy thì cái điều gì ở Mai để giúp cho Mai có thể tự tin hơn mà Chi phát hiện ra? Mai ghi nhớ khá là tốt. Nếu như mà Mai được rèn luyện thì Mai sẽ khá là tự tin. Vậy thì đến ngày hôm nay mình còn cái sự mặc cảm ở trong lòng nữa không? Dạ cũng có một chút, nhưng mà em vẫn tự tin hơn những thời gian vừa qua. À rồi, bây giờ để cho em tự tin hơn nè. Cho anh Đại Nghĩa hỏi các bạn ở bên dưới, ở đây ai đã từng mặc cảm về ngoại hình của mình giơ tay? Phải chi mà anh hỏi luôn trên đây? Đây nè, giơ luôn nè. Ai biểu hỏi dưới không? Ai đã từng cảm thấy mình bị mặc cảm về ngoại hình và bị những người bạn xung quanh trêu chọc về ngoại hình của mình? Thấy phần lớn các bạn đều giơ tay hết, kể cả những gương mặt mà theo Đại Nghĩa nhìn thấy rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Nhưng mà trong chúng ta ai cũng có một cái điều gì đó khiếm khuyết mà chỉ có mình biết, đúng không? Và mình sẽ cảm thấy tự ti với những người xung quanh. Ví dụ mình nhìn thấy hình như mình hơi mập hơn cái bạn kế bên mình một chút xíu, hoặc là hình như cái bạn đứng kế bên mình mũi bạn đó cao hơn mình một chút xíu, răng bạn ấy đều hơn mình một chút xíu, thì nhiêu đó thôi đủ làm mình cảm thấy mặc cảm rồi. Và ai cũng có cái điều đó cả chứ không phải riêng mình em. Bản thân đó nhìn thấy hai anh chị đây đều giơ tay thôi. Mới hỏi cái giơ tay liền vậy đó. Cái hồi mà anh Đại Nghĩa bằng các bạn á, cái mặc cảm lớn nhất của anh Nghĩa lúc đó là mình mập. Là mình mập. Xin lỗi các bạn nào hơi tròn tròn ở đây nha. Nhưng mà hồi đó anh là rất là mặc cảm về cái ngoại hình của mình. Khi mà bị bạn bè xung quanh trêu chọc là bởi vì mình tròn hơn các bạn. Mà lúc đó đó anh không có may mắn khi có một người bạn giống như bạn Chi đâu. Mình phải tự loay hoay tìm cái lối thoát và tìm cái điểm mạnh của mình để mình phát huy nó, để sau đó người ta không còn tập trung vào cái điểm yếu của mình là ngoại hình, mà người ta tập trung vào những cái thế mạnh của mình, giống như cách mà bạn Chi đang giúp đỡ bạn Mai ngày hôm nay. Nên là tụi em đang ở trong một cái môi trường rất là tuyệt vời, có những người bạn rất là tuyệt vời, hãy luôn luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ với nhau thiệt là nhiều nha. Dạ, lời cuối cùng em muốn nói với tất cả các bạn ở đây là mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Cảm ơn Mai rất là nhiều. Xin chào tạm biệt em.